Xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 9. Mình vẫn còn đang có mặt tại cầu Phong Châu, Phú Thọ để cập nhật những cái diễn biến gì mới nhất để gửi đến các bạn cũng như là mọi người xem. Thì hôm nay mình thấy thì có một chiếc xe cẩu màu đỏ cũng đã rút đi rồi các bạn. Còn chiếc xe cẩu màu vàng ha, thì đang nói chung là đang cẩu cái gì lên nữa đây thì mình cũng chưa biết nữa. Thì hiện tại thì đang hạ cẩu xuống, và ở phía bên dưới thì mấy anh cũng đang nói chung là hàng cắt đây nè, không biết là làm gì. Thì mình sẽ luôn ở đây có mặt tại hiện trường để có diễn biến gì mới nhất mình sẽ cập nhật cái thông tin và quay cho mọi người xem nha. Xem video thấy hay thì mọi người đăng ký kênh, và có mình có gì hot và mới thì mình sẽ quay xong mình up lên trên kênh liền, chứ mình cũng không có giữ video làm gì. Nói chung là mình miền Tây ở đây các bạn, nói chung là nó cũng thời tiết ở đây mình cũng chưa quen nên hôm nay mình còn vẫn còn đang bị cảm, nên cái giọng mình nó nghe nó cũng hơi khó nghe tí xíu. Nếu mà mọi người yêu mến mình thì hết sức là thông cảm và chịu đựng giúp mình nha. Vì ra đây mỗi ngày liên tục để cập nhật cái tình hình đó, nhưng mà mình bệnh thì mình không dám nghỉ. Nếu mà mình nghỉ thì sẽ không có những cái tin tức mới nhất và phim để gửi đến mọi người xem. Thì ở mình quay lại cái phía cái nơi mà mấy anh đang lắp thử cái cầu phao cho các bạn mọi người xem nha. Hiện tại thì cái cầu phao ở giữa này anh cũng đang miệt mài, anh nói chung là tạm thời là anh lắp được một cái ở phía giữa nè. Cái này là anh chỉ lắp thử thôi mọi người ơi, chứ không có lắp luôn nha, tại vì anh đang thử cái đo độ cái mặt nước với lại cái dòng chảy của dòng sông nữa. Chứ mấy anh phục vụ cho bà con với lại người dân thì nói chung là mọi thứ phải an toàn đặt lên hàng đầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái nơi mà mấy anh đang chuẩn bị, nói chung là đang làm việc này các bạn. Đây đó, bây giờ là sẽ cẩu cái lan can cầu lên đây nè, cái góc chữ X của bên cái hành lang cầu của các bạn. Thì mặt nước ở đây thì nói chung là nó vẫn còn đang chảy các bạn. Nói chung là so với mấy ngày trước á, thì mặt nước nó cũng giảm đi là khá là nhiều nè. Thì mình cũng xin nhắc lại cái thông tin cho các bạn và mọi người nắm được. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì đã tìm được 3 người rồi nha. Thì hôm qua mấy anh cũng có tiến hành cẩu xe với lại cẩu đầu xe lên, thì đã thấy được anh tài xế vẫn còn ở bên trong, ở bên trong cabin đó các bạn, vẫn còn đang thắt dây an toàn luôn ha. Tay thì cầm vô lăng luôn các bạn. Cái đó là thông tin mình cập nhật được. Hôm qua có nhiều bạn nói mình câu view câu like. Thật sự mà nói các bạn ơi, các bạn thử đặt vào vị trí của mình đi. Mình làm thì cũng có lương tâm nghề nghiệp của mình. Thì trong cái thời lúc này đây, mình lặn lội từ miền Tây đi ra đến đây để quay những cái thước phim mà thật nhất, chứ không phải là mình, nếu mà mình không có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thì mình ở nhà mình ăn cắp phim, hay là mình lấy những cái nền tảng mạng xã hội khác về mình đăng lên trên kênh của mình. Mình có cần phải mình đi đến đây và để, nói chung là cái thứ nhất á, là chi phí mình nói đây là không phải là mình kể gì, mình kể công hay là gì cho đó mọi người. Ở đây mình nói là mình để chia sẻ cho mọi người và cảm thông hiểu cho mình thôi. Nó chi phí từ Kiên Giang ra đây chi phí rất là cao. Mình không nghĩ mình nghề nghiệp của mình thì mình muốn đi ra đây để quay trực tiếp và có mặt tại hiện trường và cập nhật tình hình
mới nhất để gửi đến các bạn người xem nó một cách nó thật nhất. Mọi người nói là mình đưa tin dịch, tin gì, nói chung là đủ kiểu các bạn, mà thật chất là mình là người trực tiếp tại hiện trường luôn. Mình quay là đã tìm thấy một người mà cái thông tin đó mình nắm bắt trước, nên mình quay mình up lên cho mọi người xem biết nhanh hơn. Chứ thật chắc ra thì đến cho đến tối những cái kênh kia và báo chí đưa lên thì các bạn mới là tìm được rồi. Thì mình đã chính là người trực tiếp tại hiện trường, mình quay. Các bạn nếu mà có mặt tại hiện trường á thì các bạn xem những cái, nói chung là cái tình huống mà hôm qua mà cẩu cái đầu cabin lên á, thật sự mà nói xót lắm các bạn ơi. Thật sự mình không dám nhìn luôn á. Thì qua cái video này mình xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân ha. Và hiện tại thì thông tin thì còn đâu đó tầm 5 người nữa bạn. 5 người vẫn đang miệt mài, mấy anh đang tìm kiếm ha. Với lại thì cho đến thời hiện tại thì đang tìm được 3 người rồi. Và người mới nhất là anh tài xế xe tải ha. Còn bây giờ là quay trở lại cái hiện trường. Thì mấy anh đang tiến hành cắt tháo vỡ. Rồi có diễn biến gì tiếp theo, mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người xem. Rồi bây giờ là mấy anh đang tiến hành cẩu cái chữ X lên các bạn. Mình nói chữ X đi ha. Đang cẩu lên. Thì mấy anh sẽ tháo dỡ từ từ và mấy anh sẽ cẩu cái nhịp cầu này lên. Rồi xong mấy anh theo mình đón nha. Thì mấy anh sẽ tiếp tục tìm kiếm tiếp cái nhịp thứ hai để mà tìm kiếm xe nó còn bên trong nữa hay không ha. Thì cái thông tin thì mình cũng chưa nắm bắt được nên mình cũng không có nói lên trên kênh của mình. Cái này là chỉ suy đoán thôi. Các bạn có thể nhìn thấy nè, nói chung là nhìn qua màn ảnh nhỏ thấy nó nhỏ, phía bên ngoài thì nó to lắm các bạn, nó nặng lắm. Cẩu lên là như là một cái playcam vậy các bạn. Cái này mình nói chơi cho vui thôi ha. Dướng vô đọt cây à. Cái này thì mấy anh sẽ tiến hành tháo dỡ từng đoạn như thế này các bạn, chứ không thể nào mà cẩu nguyên cái nhịp lên được ha. Còn cái phần đầu cabin hôm qua thì chắc nghĩ thì theo mình nghĩ thì chắc ảnh là ảnh cẩu lên hôm qua luôn rồi, tại vì hôm qua do rất chiều á, nó trời mưa khá là to nên cái mình không có thể, mình cũng muốn tiếp tục quay cái phần cái lúc mà cẩu cabin lên luôn cho các bạn mọi người xem. Nhưng mà cái lúc đó cái thời điểm hiện tại cái lúc hôm qua là mưa khá là to các bạn, mình cũng muốn quay cho mọi người xem đó. Mọi người cũng thông cảm nha. Một phần đã được cẩu lên. Mọi người xem này, mỗi khi mà đi xuống cái nhịp dưới là mấy anh phải trang bị dây đi xuống. Mình nói là cũng như là đi leo núi vậy các bạn. Đó. Xuống, ảnh tiếp tục xuống dưới cắt nha. Đây. Mình không biết là mấy anh đang cẩu cái gì xuống nơi này các bạn. Nó bị khuất cái nhánh cây rồi. Theo mình thấy thì như là bình hơi xuống để mà tiếp tục cắt. À, cái bình hơi các bạn ơi.
À, vậy là anh cẩu bình hơi lên chứ không phải là cẩu xuống, mình nói lộn các bạn. Thì hôm qua là mưa khá là to các bạn, nói chung là mưa cũng lớn á. Thì khi mà người nhà hay tin là tìm được anh tài xế thì người nhà của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để đưa anh về nhà luôn ha. Mặc dù là trời mưa, nhìn cái thấy được cái tình huống đó, thật sự mà mình nói mình không biết là mọi người có tin hay không á, thật sự mình muốn khóc luôn á các bạn. Tiếp tục trang bị bình hơi để mà đẩy nhanh lên cái tiến độ lên nữa các bạn. Rồi trở lại cái bình hơi đi. Còn ở phía trên bờ thì mấy anh đã dựng lều để mà tiện, nói chung là sẽ trực tiếp 24 trên 24 có mặt hiện trường để liên tục cập nhật cái tình hình, nói chung là chỉ đạo của các bạn để cho mấy anh tiến độ nó sẽ nhanh hơn. Giờ thì cậu cũng đã tiếp tục dương cần để mà cậu hình như là cậu cái lan can cầu lên đó các bạn. Đây quay cậu ở trên đi, hiện tại thì ở đây thì còn chỉ còn một chiếc thôi. Mấy ngày trước á các bạn, nói chung là nước á, nó sẽ dâng lên cao lắm, bây giờ hiện tại thì nước nó rút khá là nhiều, các bạn xem có thể nhìn thấy gác ghế nó đóng này, nước mặt nước là đôi khi nó lên tới đây luôn nè các bạn, bất kỳ ghế gác gì nó dính vô đây là mặt nước nó chảy xiết rồi, nó đạp vô nó dính rồi. Thì mình thấy thì đang tiếp tục tiến hành móc cái chữ ít vô nữa rồi để mà cẩu lên. Đang móc cẩu vô nè các bạn. Thì cái này á, là mình đang có mặt trực tiếp tại hiện trường luôn nha các bạn. Chứ mình cũng không có ở nhà mà sao chép phim hay là gì đó mà là lấy cái thông tin gì đó nó không chính xác mà mình đưa lên đâu nha. Đây bây giờ là mình sẽ chứng minh cho các bạn mọi người xem. Bây giờ là mình sẽ gom cái góc máy xa hơn và cái nơi vị trí hiện tại nha. Đây. Hiện tại cái nơi mà mình đang ngồi nè các bạn. Đó. Các bạn xem có thể nhìn cái góc máy này, các bạn xem có thể biết được là mình đang có mặt tại hiện trường hay là phim mình lấy những cái nền tảng khác về mà đăng ha, câu like câu view nha. Thật chắc là mình làm việc thì nói chung là mình đã đi đến đây rồi, không cần cái câu like hay câu view gì cả, mình muốn đến đây để quay những cái thước phim mà thực tế nhất để cho mọi người xem và cập nhật cái tình hình chính xác nhất. Có nhiều bạn vô bình luận mình rất là, nói chung là rất là buồn, chứ không phải là vì mình lặn lội từ xa đến đây mà để quay những cái thước phim như thế này nè. Thật á, thì các bạn xem thì lại vô bình luận á, nói mình là đưa tin dịch này kia, thật sự mình rất là buồn. Nhưng là mong thì các bạn xem cái video á, thì các bạn có thể hiểu phần nào đó giúp mình, nếu mà yêu mến mình ha. Còn không, nếu mà không yêu mến mình vô xem thì cũng đừng cái ném đá mình. Nói chung là các bạn thử đi, mỗi khi mà đi quay những cái được một cái đoạn phim đó, nói chung là nó cũng khó khăn lắm chứ không phải là đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Mình từ miền Tây ra đây, nói chung là đi máy bay ra đây, với lại thời tiết khí hậu ở đây nó nói chung là nó phải chịu nhiều thứ áp lực các bạn, nhưng mà đến đây quay cho các bạn người xem thì các bạn lại nói là mình đưa tin dịch. Thật sự thật chắc là mình làm việc thì mình
có cái lương tâm nghề nghiệp lắm các bạn ơi. Chứ không như những cái mình đây, mình không có đem ai ra mình so sánh, nhưng mà mấy cái kênh khác đưa tin á thì làm ảnh hưởng với anh em mình rất là nhiều. Còn ở đây thì mấy anh đang cắt hàng, nói chung là hàng vỏ đá các bạn, hàng dưới nước luôn nè. Thì có rất là nhiều bạn vô bình luận kênh mình nói là mình nói chuyện nhiều quá, nói tào lao quá. Thì nếu các bạn yêu mến mình, ví dụ như các bạn mà không thích mình thì ví dụ như bạn ơi, bạn cái này bạn cần nên chỉnh sửa, mình rất là thật lòng là cảm ơn luôn á các bạn. Các bạn nghĩ đi, khi mà mình lặn lội ra tới đây á, thì các bạn quay video được cái video, nói chung là tìm miếng góc quay á, nó rất là khó rồi. Mà về mấy bạn xem mấy bạn còn ném đá mình, thật sự mình rất là buồn. Khi mình quay video á, hiện tại á, mình quay video mình không nói chuyện, mình cứ quay cái mấy cái góc máy này. Các bạn biết là ảnh bên đó anh đang làm gì không? Nói ví dụ đại khái nó là như vậy. Tiếp tục cắt. Thì theo cái tình hình này thì mình thấy thì mấy anh cũng đã liên tục thử cầu phao phía bên dưới á các bạn. Thì đâu đó tầm khoảng chừng vài ngày nữa thôi, nói chung là nhanh chóng thôi, thì sẽ có cầu phao cho bà con nơi đây đi lại. Mình cũng mong là cái điều đó nó diễn ra sớm và nhanh hơn. Tại vì là cái từ mà cái hướng vị trí mình ngồi các bạn là thị trấn Lâm Thao ha, còn cái hướng mà góc máy này là bên đó là bên Tam Nông. Trước kia có cầu thì từ bên Lâm Thao này đi qua bên Tam Nông là nó mất sẽ đâu tầm khoảng 5 phút ha. Còn hiện tại bây giờ nếu mà không có cầu thì đi đường vòng thì mất đâu tầm khoảng, nói chung là chung là 30 cây số mới qua đến Tam Nông ha, rất là khó khăn. Nên mình cũng mong là mấy anh thật nhiều sức khỏe để mà nhanh chóng để hoàn thành công việc, để phục vụ để cho bà con người dân ở đây đi lại một cách nó nói chung là nó an toàn, nó lại và rút ngắn cái thời gian các bạn, tiện lợi lưu thông ha. Bây giờ là cáp anh cũng đã móc vô cái lan can chữ X này các bạn. Còn ở phía bên kia thì mấy anh đang miệt mài cắt ha. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái nơi mà mấy anh đang đổ hai bên mang cá cầu các bạn, dốc cầu cho gia cố nè. Và mấy anh cũng miệt mài để mà làm việc để nhanh để hoàn thành cái công việc của mình nè. Thì cái thời tiết hôm nay các bạn, nói chung là có hiện tượng hình như là vô bão hay sao á, mình thấy trời thì cũng đang ui ui chứ nó cũng không có nắng như hôm qua ha. Thì mấy anh đã di chuyển xa ra rồi, ra tín hiệu để cho anh xe cẩu ở phía trên để mà cẩu lên. Nó còn dính nữa các bạn ơi, không chịu. Nên mấy anh đang cắt. Phải cắt như thế này và là làm cách này mới được, chứ không có thể nào mà cẩu lên một cái được các bạn.
Đây là những cái phần lan can này các bạn. Nói chung là như là cái đống sắt dụng vậy. Do là nước nó chảy quá mạnh với lại dăng nó cao các bạn. Đây nước gác ghến nó đầy quá trời. Anh cũng đang miệt mài mà cắt. Không biết là đến điểm tiếp nước này mấy anh sẽ làm gì và làm cách nào thì mình cũng đang muốn hóng xem nữa các bạn. Đây, đây là cái phần tiếp nước này. Hiện tại thì anh đang cắt cái phần lan can chữ X này để mà cẩu lên. Rồi anh mới tới cái phần xử lý cái phần này ha. Bây giờ mình sẽ quay lại cái nhịp gãy cho các bạn xem nha. Đây các bạn, chiếc xe Honda nó rơi, nó còn ở bên trên này nè. Rồi xong hồi anh, mấy anh đã cắt. Và bây giờ là sẽ cẩu lên tiếp tục các bạn. Dính vào cây hay gì. Khi lên tới bờ thì hạ từ từ xuống nè. Cái đầu cabin của xe thì chắc mấy anh đã di chuyển nơi khác hay gì các bạn ơi, mình cũng không thấy nè. Thì mình cũng xin nhắc lại, thì hôm qua có nhiều bạn bình luận trên kênh của mình nói là thợ lặn sẽ không lặn ở phía bên dưới thì không thấy tài xế bên trong. Và thật chắc là cái đó là những cái kênh khác đưa tin, chứ mình thì không có đưa tin nha các bạn. Thì mình trực tiếp tại hiện trường, có sao thì mình sẽ truyền đạt cái thông tin như vậy. Để cẩu lên bờ nè. Mình cũng không biết là mấy anh sẽ làm gì tiếp theo đây các bạn. Nhưng mà mình thấy thì chiếc xà lan mang cẩu cha phía trước đang di chuyển lại phía sau nhịp cầu gãy này.
theo mình suy đoán, mình nghĩ chắc là ảnh sẽ cắt cái những cái nơi mà nó đã tiếp nước nè, ảnh di chuyển vào bên trong rồi. Còn đây là cái nhịp cầu ở phía bên Lâm Thao, hướng Lâm Thao đi qua ha. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ luôn trực tiếp tại hiện trường để xem có diễn biến gì mới nhất, mình cập nhật cho mọi người xem. Mình cũng như các bạn và mọi người đang hóng những cái tin tức tiếp theo và những cái nạn nhân mà chưa tìm gặp với các bạn. Mong sao mấy anh sớm tìm gặp những nạn nhân còn lại ha, để về với gia đình.